Sách sáng Thư ký chương 42 Các anh của Joseph xuống Ai Cập Jacob được tin xứ Ai Cập còn con lúa liền bảo các con trai Tại sao các con cứ nhìn nhau như thế? Cha nghe Ai Cập còn có lúa Các con hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta để chúng ta còn sống để chúng ta sống còn khỏi chết Mười người anh của Joseph bèn đi xuống Ai Cập mua lúa. Nhưng Jacob không cho Bê-ra-min, em của Joseph đi với các anh vì sợ nó bị tổn hại. Vậy các con của Israel cũng ở trong số những người đi mua lúa. Vì nạn đói cũng đang hoành hành tại xứ Canaan. Lúc ấy, làm tể tướng Ai Cập kiêm việc bán lúa cho dân chúng. Các anh Joseph đến quỳ gối, sấp mình xuống đất trước mặt ông. Nhìn thấy các anh, Joseph nhận ra ngay, nhưng ông giả bộ làm người xa lạ và gắt gao hỏi họ. Các ngươi, các người từ đâu đến đây? Họ đáp, chúng tôi từ xứ Canaan đến để mua lúa. Mặc dù Joseph nhận ra ngay các anh mình, nhưng họ không biết ông là ai ông sực nhớ lại giấc mộng về anh em nên bảo họ các ngươi là thám tử các ngươi đến đây để dò thăm nhược điểm của đất nước ta họ đáp thưa chúa không phải vậy đâu các tôi tớ chúa đến để mua các tôi tớ chúa đến để mua thực phẩm chúng tôi tất cả là con một cha và là người nương thiện không phải là thám tử không các ngươi đến đây để dò xét những địa điểm không được phòng thủ của đất nước chúng ta. Nhưng họ đáp, các tôi tớ chúa vốn là 12 anh em, con một cha, sống tại xứ Canaan. Người con út đang ở nhà với cha, chúng tôi còn một người đã mất biệt. Joseph bảo họ, đúng như lời ta nói, các người là tham tử. Đây là cách thử nghiệm các ngươi. Ta lấy sinh mạng Pharaon thì rằng, các ngươi không thể nào rời nơi này cho đến khi em út các ngươi đến đây. Hãy sai một người trong vòng các ngươi, đem em út các ngươi xuống đây. Còn tất cả sẽ bị tống giam để thử cho biết lời các ngươi khai có thật không. Nếu không, thì ta lấy sinh mạng của pha-ôn mà khẳng định rằng các ngươi là thám tử. Rồi ông giam giữ họ ba ngày. Đến ngày thứ ba, Joseph bảo họ các ngươi hãy làm điều này thì được sống vì ta kính sợ Đức Chúa Trời nếu các ngươi là người lương thiện hãy để một người trong các anh em ở lại trong tù còn tất cả hãy ra về trở lúa mình về nuôi gia đình đang đói nhưng các ngươi phải đem em út xuống cho ta để xác nhận lời của các ngươi là thật thì các ngươi khỏi chết Vậy họ vâng theo lời đó. Họ bảo với nhau. Thật chúng ta đang bị hình phạt vì em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó sầu thảm khi nó năn nỉ xin tha mạng. Nhưng chúng ta không chịu nghe. Chính vì đó mà bây giờ chúng ta phải bị sầu thảm. Robin đáp. Anh đã chẳng bảo các em đừng phạm tội ác ấy đối với đứa trẻ hay sao. Nhưng các em chẳng thèm nghe. Nên bây giờ chúng ta phải trả nợ máu đó. Họ không biết Joseph hiểu được lời họ nói vì ông đã dùng một người thông ngôn. Joseph xoay qua chỗ khác mà khóc rồi lại tiếp tục nói chuyện với họ. Ông bắt Simeon ở giữa các anh và ra lệnh trói lại trước mặt. Joseph bảo xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong bao cho mỗi người và cấp thêm lương thực đi đường. Người phụ tá vâng lời. Anh em Joseph chất các bao lúa lên lưng ngựa rồi ra đi. Đến một quán trọ, một người mở bao ra cho nửa ăn lúa, thấy số bạc mình đã trả, nằm ngay trong miệng bao. Ông sợ nên nói với các anh em, bạc của tôi đã được trả lại và làm ngay trong bao thôi. Với lòng sợ hãi, họ run rẩy nhìn nhau mà nói, Đức Chúa Trời làm gì cho chúng ta đây? Khi đến nhà cha mình, Jacob, ở xứ Canaan, họ thuật cho cha tất cả những việc đã xảy ra, họ thưa. Người đang làm chúa tể trong xứ đó đã dùng lời sáng sớm và nói với chúng con và đối xử với chúng con như thám tử đang rình sát xứ họ. Nhưng chúng con đã trình với ông ta, chúng tôi là người lương thiện, không phải là thám tử đâu. Chúng tôi là 12 anh em cùng một cha một người đã mất biệt và một người con út đang ở với cha chúng tôi tại xứ An. Lúc ấy, người đang làm chúa tể trong xứ ấy bỏ chúng con. Đây là phương cách giúp ta biết các ngươi có phải là người nương thiện không? Hãy để lại một người anh em lại đây với ta. Còn các ngươi, hãy đem lương thực về cho gia đình đang đói, đi đi. Ừ, nhưng hãy đem em út xuống cho ta, thì ta mới biết các ngươi không phải là tham tử, nhưng chỉ là người lương thiện khi ấy ta sẽ trả anh em kia lại cho các ngươi và các ngươi có thể buôn bán tại đất nước này khi họ chút núa ra khỏi bao bao của mỗi người đều có số bạc khi họ và phụ thân thấy các bao bạc đó đều kinh khiếp Jacob cốp cha họ liền nói bay đã tước đoạt các con trai ta joseph không còn nữa simeon cũng biệt tâm thế mà bây giờ bay muốn đem benjamin đi nữa mọi sự để nghịch với ta Cô bên thưa với cha mình Nếu con không đem em về cho cha Thì cha giết hai đứa con của con đi Xin cha giao thác em cho con Thì con sẽ đem em về Nhưng gia cụ đáp Con ta sẽ không xuống đó với bay đâu Anh nó đã chết Chỉ còn một mình nó Nếu nó gặp tổn hại gì Trong cuộc hành trình của bay Tức là bay làm cho đầu bạc này đau buồn xuống mộ địa